Hi, xin chào tất cả mọi người ha. Lại là TT1985 review đây. Thì video clip hôm nay á, là ngày 28 tháng 8 nha mọi người. TT có ghi trên đây nè, ngày 28 tháng 8. Và đây là cái số điện thoại của mình nè, 0963 595 262 ha mọi người ha. Thì mọi người chỉ cần hai cái lưu ý thôi. Video clip hôm nay là ngày 28 tháng 8, mọi người xem trên đây. Mọi người ưng con nào mọi người cứ nói rõ. Ví dụ như là con đây, mình ví dụ TT ví dụ đây. Đây là con số 35 nha. Thì mọi người chỉ cần nói ở TT mình muốn mua con iPhone số 35 nha. Số 35 video clip ngày 28 tháng 8 thì TT sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn ha. Tại vì một tháng TT đăng rất là nhiều video clip mọi người. Thì bởi vậy TT mới nói rõ mọi người là phải muốn mua điện thoại số mấy và video clip TT đăng ngày mấy thì mình sẽ xem nó dễ hơn và TT sẽ tư vấn cho mọi người nó dễ hơn nha. Và cái thông tin của máy mọi người, ví dụ đây là con 8 lớn là thông tin của máy số 35 nè, thì TT có ghi phía dòng dưới đây nè, đó cái phụ đề á, mọi người lưu ý cái dòng phụ đề ở dưới đây. Có thể là nhiều khi mình nói nhanh á, nói nhanh quá anh em nghe không kịp, anh chị em nghe không kịp, thì anh chị em có thể dừng video clip lại và nhìn cái dòng chữ ở phía dưới đây thì mọi người sẽ biết được rõ cái thông tin con điện thoại này là như thế nào ha. Rồi như vậy ha mọi người, bên mình chế độ là ship code toàn quốc, shipper giao đến nơi, mọi người được quyền mở hộp kiểm tra máy, test máy ok hết mới thanh toán ha mọi người ha. Rồi đây là con số 1 này. Số 1 là một con Oppo A1K, con này thì vỏ viền còn đẹp nha mọi người. RAM 2 bộ nhớ là 32, 6,1 inch HD cộng, chip là chip MT6762, pin là 4000, xài được 4G ha, 850 một cây. Ngoại hình đẹp nha, viền vứt còn đẹp, màn cũng rất là đẹp luôn. Đây, con này mình quên mở nguồn hả ta? Chắc con này mình quên TT quên mở nguồn hay sao rồi mọi người ơi. Đây, lên này nè. Ha, nói chung là màn zin nha, con này mấy con này TT quên mở nguồn á. Đó, giá 850 một cây thôi. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon ha mọi người. Số 1 Oppo A1K nha. RAM 2 bộ nhớ 32, pin 4000 cũng rất là trâu luôn á. 850 một cây thôi. Rồi, con số 2 này. Đây. Con số 2 là một con Redmi Note 5 nha, Xiaomi Redmi Note 5 RAM 4 nha mọi người. Con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64 ha, 5,99 inch Full HD cộng, chip Snapdragon là đầu 6 nha, 635, cam là 12 chấm, pin là 4000. 750 thôi nha. 750 một cây, vỏ viền thì có phải có chày, tặng cho một bộ sạc 750, tặng cho một bộ sạc và dán cho cái kính cường lực. Con này thì màn nó có ám nhẹ nha, màn zin có ám nhẹ nên để lại cho mọi người, con này chỉ có 750 một cây thôi. Màn hình thì có mặt khẩu thì mọi người lấy thì mình sẽ tháo ra nha. Đây, được cái bản RAM 4 bộ nhớ 64 luôn, RAM 4 bộ nhớ 64 mà thanh lý cho mọi người cái giá bao rẻ nha. Cam kiết hay là âm thanh này nọ ok hết, nói chung là máy full, chỉ có cái là vỏ viền chày, 750 một cây, màn thì nó hơi ám nhẹ, RAM 4 bộ nhớ 64 nha, 750 quá rẻ đúng không. Rồi số 3 này. Rồi số đây lên là con A, con này là hồi nãy TT reset máy á mọi người, đặt lại dòng 2 á đó. Màn hình hiển thị đẹp nè nha, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn đó, mọi người mua thì TT sẽ cài đặt hết cho mọi người nha. Con số 1 thì có 850 thôi, con số 2 thì là 750. Rồi con số 3 nè. Số 3 là một con mà con bao to nha, cầm rất là to luôn nè mọi người. Con này mua về hát ra karaoke, hát karaoke bao đã, hoặc là mấy cô chú anh chị lớn tuổi á, mua con này về xài được cái màn hình nó to đó, cầm rất là xuống tay luôn nè. Con này là Mi Max 2, RAM 4 bộ nhớ 64, 6,44 inch Full HD cộng, chip Snapdragon là 625, pin là 5300 nha, pin hơi bị trâu ha, pin bao trâu luôn, 1.050.000 đó, bao rẻ nha, 1.050.000 thôi, được cái pin 5300 ha, RAM 4 bộ nhớ 64, chip nắp lại cao. Con này thì nó bị cái vệt chỗ này tí xíu nè mọi người nha, nó bị cái vệt chỗ này tí xíu là không sao, đây một vệt nè, mình mở lên cho mọi người nhìn nè, nó không ảnh hưởng gì tới máy nha mọi người, không ảnh hưởng gì tới màn hình đó, lướt bao mượt nha, màn to. Mua con này về hát karaoke là đúng bài luôn. À, bao ngược nha, full hết tất cả. Giá chỉ có 1.050.000 thôi nha. Mi Max 2, 6,44 inch, chip Snapdragon, RAM 4 của nhớ 64. Rồi số 4 nè mọi người. Số 4 là một con Redmi Note 8 nha. Xiaomi Redmi Note 8, con này được cái là bản RAM 4, bộ nhớ 128, 6,3 inch full HD cộng. Cam tới 48 chấm nè mọi người. Chip Snapdragon là 665. Pin là 4000, đang để lại cho mọi người giá 1.800.000 thôi nha, 1.800.000. Màn hình hiển thị đẹp nha, màn zin hiển thị đẹp, do cái hình nền mình để nó hơi tối á, chứ màn hình cực kỳ đẹp luôn á mọi người.
Đây, với một cái nữa mình hình nền mình lại chưa nó sáng nè. Đó. Đây. Bao đẹp nha, máy full cực kỳ luôn. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh nữa nha. Redmi Note 8. Chip nắp cao này, chip ra nắp ra gần cao này, giá hơn 1,8 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 4. Số 5 nè mọi người. Redmi Note, con này là Xiaomi Redmi Note 7 nha, số 5. 3 RAM 3, con này là bản RAM 3 bộ nhớ 32 thôi nha. RAM 3 bộ nhớ 32, pin thì là 4000, chip nắp ra gần là 660, cam là 48 chấm nha, con này cũng ngon. Đó, được cái là bản RAM 3 bộ nhớ 32 thì đang thanh lý cho mọi người, giá chỉ có 1,4 triệu thôi nha. Để lại cho mọi người giá 1,4 triệu. Màn zin hiển thị bao đẹp nha mọi người, màn cực kỳ đẹp luôn. Tuy là RAM 3 bộ nhớ 32 thôi, mua về Liên Quân hay là Free Fire vẫn ok nha. Giá có 1,4 triệu thôi mọi người. Số 5. Số 6 nè. Số 6 là một con Samsung A10s. RAM 2 bộ nhớ là 32, 6,2 inch HD cộng. Chip là Helio B22, cam là 13 chấm, pin là 4000, giá 1,1 triệu thôi. Con này thì vỏ zin viền viền thì có phải có chày nha mọi người ha. Viền thì có phải có chày, vỏ zin thì vậy thôi. Đó, viền đây, cái chỗ cắm sạc nó cũng chày chày xíu nè. Nhưng màn thì màn zin nha, màn zin thì xài bao ngon nha mọi người. Full hết tất cả luôn, màn zin nha. Đây, máy ngon lành thành đạt. Con này thì hiện tại để lại cho mọi người giá 1,1 triệu. Samsung A10s nha, vân tay đầy đủ. Rồi, số 7 nè mọi người. Số 7 là một con Samsung Z6 LED nha. Samsung Galaxy Z6 LED, RAM 3 bộ nhớ là 32, 6 inch, chip nắp ra gần là 425, xài được 4G, cam là 13 chấm, pin là 3300 nha. Vỏ viền thì vỏ zin có phải có chày. Màn hình thì màn zin hiển thị rất là đẹp nè. Đó, full hết tất cả chức năng nha mọi người. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon, màn hình đẹp nè. Rồi tải Liên Quân chơi luôn nè. Ha. Rồi, con này thì Z6 LED thì 1,050,000 thôi nha. Con số 7 Samsung Z6 LED. Rồi con số 8 nè mọi người. Số 8 là một con Samsung A03s. Samsung A03s RAM 4, bộ nhớ 64 ha. 6,5 inch HD cộng, chip là MT nha, MT6765, cam là 13 chấm. Được cái pin rất là trâu nha mọi người. Pin 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh ha. Pin 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Đó, cam 13 chấm, xài được 4G, máy thì ok hết. Đây, màn hình hiển thị đẹp nha mọi người. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Đó, ha, màn to. Giọt thước. Được cái là RAM RAM 4 bộ nhớ 64 nữa, giá 1,6 triệu nha. 1,6 triệu Samsung A03s số 8. Số 9 nè mọi người. Số 9 là Realme nha. Realme 5i. Xiaomi, con này là Realme 5i, RAM 3 bộ nhớ là 32, 6,52 inch HD cộng, cam là 12 chấm, chip nắp ra gần là 665 ha. Pin 5000 luôn nha mọi người, pin bao trâu. 1,550,000, có hai màu nè. Đó, màu xanh và màu này cũng rất là đẹp luôn. Mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Máy thì vỏ viền ok, pin thì rất là trâu nha, màn hình thì hiển thị đẹp. Đó. Realme 5i nha mọi người. Đây, màn ok nha, màn hình hiển thị cực đẹp luôn. Full hết tất cả. Con này do mình chỉnh cái chế độ màn nó chế độ tự động đó. Màn sáng cực kỳ nha, full. Ha, ngon lành cành đào. Realme 5i 1,550,000 ha. Pin rất là trâu luôn, con này mua về pin lại trâu, mua về cho các bé học online rất là ổn. Chip nắp cao. Số 10 nè mọi người. Số 10 là Oppo A3s. Oppo A3s thì mình có hai bản nha. Oppo A3s mình có hai bản. Con này thì là bản RAM 2 bộ nhớ là 16, màu đỏ và màu đen. RAM 2 bộ nhớ 16, chip nắp thì là 450, pin là 4230, xài được 4G, giá 950 một cây. Màn hình hiển thị đẹp. Đây, màn zin. Con này thì mình quên mở nguồn rồi, mọi người cứ xem con này đi ha. Màn hình cực kỳ đẹp luôn mọi người. RAM 2 thôi, RAM 2 bộ nhớ 32 thôi, RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, bao mượt, TikTok ngon lành cành đào. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, có hai màu, màu đen và màu đỏ. Bản RAM 2 bộ nhớ 16 nha, giá là 950 một cây, 950k thôi mọi người. Và số 10 nữa nè, số 10 mình cũng là Oppo A3s, nhưng mà con này thì là bản RAM 6. À, bản RAM 6 bộ nhớ lên đến 128, chip nắp thì cũng là 450, pin thì cũng là 4230, có hai màu, màu đen và màu xanh. À, xài được 4G, màn hình to 6,2 inch HD cộng, có hai màu cho mọi người lựa chọn luôn. Nhưng mà được cái là con này là bản của nó là bản RAM 6 nha mọi người. RAM 6 bộ nhớ 128, đây cho mọi người xem nè. Oppo A3s nha mọi người. Đây. Đó, A3s
RAM 6 nha, để mình zoom cho mọi người dễ nhìn. Đó, RAM 6 nè. RAM 6 nè, bộ nhớ 128 nè. Đó, RAM 6 128 ha. Máy nè, đó, nhìn kỹ vô mọi người sẽ thấy. Thấy chưa? RAM 6 128. Rồi, thì cái bản mà RAM 6 bộ nhớ 128 này thì TT sẽ thanh lý cho mọi người giá là 1.350.000 nha. 1.350.000 tặng đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Rồi số 11. iPhone 6G bản 64GB, máy quốc tế, không dính tài khoản, không ai lau, máy sạch, pin là pin thay mới, vỏ viền thì có phải có chày ha. 6G 64GB, không dính tài khoản, không ai lau, máy sạch nha, pin là pin thay mới rồi, giá 1.1 triệu thôi ha. Màn hình thì màn zin hiển thị rất là đẹp, 64GB là mọi người mua về là máy phụ cực kỳ đẹp ha, lưu rất là nhiều dữ liệu luôn. 6G nha. Số 11, 1.1 triệu. Số 12 nè. Số 12 nha mọi người, là một con 6S, iPhone 6S, con này là bản 64GB luôn ha. Được cái là bản 64GB, máy quốc tế, cũng là máy full hết tất cả, không dính tài khoản, không ai lao, pin là pin thay mới ha. Giá 1.500.000, hơi cứng luôn mọi người, con này giá hơi cứng luôn, quên, có nghĩa là con này hơi cứng khừ luôn, màn rất là đẹp luôn, màn zin ha, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp, màn zin nha. Đó, mua máy này về làm máy phụ là ngon. iPhone 6S thì cấu hình iOS, cái iOS nó cao ha, mọi người mua về con này chạy rất là mượt luôn á, làm máy phụ là ngon. Số 13, Vivo i17 RAM 6 bộ nhớ 128, 6.35 inch, chip thì là chip Helio B35, pin thì là 5000, rất là trâu luôn, đang để lại cho mọi người giá 1.900.000 nè. Máy hiển thị cực kỳ đẹp nha, màn to hiển thị đẹp, pin lại rất là trâu, ngoại hình thì đẹp tầm khoảng 98-99% nha. Vân tay đầy đủ nha mọi người, vân tay đầy đủ, vỏ viền cực kỳ đẹp luôn. Đang thanh lý cho mọi người giá là 1.900.000 nha. 1.900.000 tặng đầy đủ phụ kiện ha. Vivo i17 bản RAM 6 nha, RAM 6/128, lưu rất nhiều dữ liệu luôn mọi người. Số 14. Số 14 là VMAX Joy 4, mình có 2 cây nha. VMAX Joy 4, RAM 4 bộ nhớ là 64. RAM 4 bộ nhớ 64, 6.53 inch full HD cộng. Chip Snapdragon nha mọi người, con này chip ròng 665, pin thì là 5000, tai xi sạc nhanh nè, tai xi sạc nhanh pin 5000, cam thì là 16 chấm. Đó, con này thì vỏ viền nó xấu nè, chày là nhiều lắm mọi người, đó chày viền vứt lại chày xấu, để lại cho con 1.3 triệu thôi. Mua con này về cho các bé học online chơi game cũng rất là ngon, chip Snapdragon cao nha. Con này là 1.3 triệu, còn con này là vỏ viền còn đẹp, ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn, 1.550.000 ha. Đều là tai xi hỗ trợ sạc nhanh hết nha. Đó, con đẹp, con này đẹp nè, giá 1.550.000, còn con này là một giá 1.3 triệu, vỏ viền xấu. Màn hình nè mọi người, cho quên cho mọi người coi cái màn hình. Màn hình thì hiển thị cực kỳ đẹp luôn, màn zin ha. Đó, con này thì do cái mình chưa để ánh sáng nó chưa cao. Đó. Đẹp cực kỳ nha mọi người. Màn hình đục lỗ nè. Đó. Rồi. Chốt lại nha. VMAX Joy 4, số 14, số 15. Samsung A52. Samsung A52 RAM 8 bộ nhớ 128, chip Snapdragon là 720, pin là 4500, 20 sạc nhanh ở chế độ là 25W, 2.8 triệu thôi mọi người nha. 2.8 triệu cho mọi người xài. Màn hình nè. Đó, màn thì con này thì màn thai nha. A52 con này thì màn thai rồi. Đó, nhưng mà vẫn xài rất là ngon, bao mượt cho mọi người. Được cái là bản RAM 8, mua máy về cho các bé học online cũng ngon nha, cam chụp rất là nét nè. Đây, cam sao nè. Cam selfie nè mọi người. Đó, selfie rất ổn nha. Full hết tất cả, chỉ có cái là màn hình thay thôi, nên để lại cho mọi người giá rẻ, chỉ có 2.8 triệu mọi người xài ha. Số 15. Rồi số 16 nè. 16 là Samsung A21s. RAM 3 bộ nhớ là 32, 6.5 inch. Chip Snapdragon, con này là chip Exynos 850, pin là 5000 nha. Sạc nhanh ở chế độ là 15W, tai xi hỗ trợ sạc nhanh nè. Đang để lại cho mọi người là 1.750.000 nha. 1.750.000 cho mọi người xài, viền vứt thì ok hết. Màn hình thì màn zin, màn đục lỗ mọi người. Màn hình đục lỗ cực kỳ đẹp luôn. Đó, màn zin ta ha. Full nó tất cả nha. Ngon lành chành đào. Samsung A21s giá là 1.750.000 nha mọi người. Rồi số 17. Số 17 là Samsung J7 Pro ha. Samsung J7 Pro RAM 3 bộ nhớ là 32, Full HD cộng, 5.5 inch, chip là Exynos 7880, pin là 3600, đang thanh lý cho mọi người là con màu đen á, thì là 1.050.000 nha. 1.050.000, còn con màu
Vàng gold sẽ là để lại cho mọi người là 900 nha, 900 mọi người xài thôi, do con này nó màn hình nó bị chóc thủy nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái viền không, cái này cái màn hình nó bị chóc thủy nha, không sao hết, xài cho anh em bao mượt, màn hình nó chóc thủy thôi chả có bị gì hết. Đây đó, mọi người nhìn như thế này là đâu thấy gì đúng không, nền đen thì sẽ thấy cái chóc thủy nha, màn hình không loạn liệt gì hết nha mọi người. Đây, để cho mọi người xem nè, màn hình cực kỳ đẹp luôn, không loạn liệt gì hết đó, thấy không nha, ngon lành cành đào. Giá thì để lại cho mọi người con này là 900 thôi, màn hình nó có chóc thủy nè, đó, chóc thủy nè, cái viền nè, đó, chóc thủy nhẹ nhẹ thôi mọi người. Đây nè, ở đây nè mọi người thấy không, đó, 900 mua về làm máy phụ cực kỳ ngon. Còn con màu đen là 1.050.000 nha. Số 17 rồi, số 18 Oppo F9 ha, Oppo F9 RAM 4 bộ dẫn 64 6.3 inch Full HD cộng, cam là 16 chấm, chip là con này là chip Helio B60, pin là 3.500 ha, pin là 3.500. Oppo F9 đó, mọi người lấy con này thì mình sẽ để là Oppo F9 mình sẽ để lại cho mọi người giá là 1.000.000. F9 thì để lại cho mọi người giá là 1.750.000 nha, 1.750.000 cho mọi người xài Oppo F9 nha. Vỏ viền còn đẹp, màu tím cực kỳ đẹp luôn, 1.750.000 thôi mọi người. RAM 4 bộ nhớ 64 ha. Số 18 rồi, số 19 nè, Oppo A7, con này là Oppo A7 RAM 4 nha, con này là bản RAM 4 bộ nhớ là 64, chip Snapdragon là 450, cam là 12 chấm, pin là 4230 ha. Con này thì để lại cho mọi người 1.400.000 một cây thôi, viền vứt còn đẹp, màn hình còn đẹp ha. Đây, màn hình hiển thị nè, cực kỳ đẹp. Được cái là bản RAM 4 bộ nhớ 64. Màn viên nha mọi người, hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Ở số 19 giá là 1.400.000 ha. Rồi tiếp theo số 20 nè mọi người. Số 20 là Samsung S21 bản 5G, mình có còn hai màu, màu hồng và màu trắng. Mặt bản Mỹ nha, con này là bản Mỹ. RAM 8 bộ nhớ 128, 6.2 inch, màn hình là Dynamic AMOLED, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đó. Đẹp chưa? Màn zin nha, máy đẹp. Những con này thì máy đẹp tầm 99% cho mọi người. Tay xi hỗ trợ sạc nhanh, viền vứt đầu màn không ám ố nha mọi người. Màn cực kỳ đẹp luôn. Con này do mình. Đây, màn mình sẽ. Màn cực kỳ đẹp luôn, không ám ố nha, không ám ố gì hết, ám cho mọi người luôn máy. Ok chưa? Màn hình đục lỗ nè. Cam kiết là ngon lành cành đào. Ha, RAM 8 bộ nhớ 128, chip Snapdragon là 888, pin là 4000. 5.600.000 cho mọi người xài. Bằng đây, mọi người xem cam chụp hình nè, mình bật một cái con điện thoại cam cho mọi người xem. Những con này dòng này thì cam chụp bao ok nha mọi người. Selfie nè. Ha. Selfie nè, ok nha, ngon lành cành đào ha mọi người ha. Đó, cực kỳ nét luôn. Cam sau nè. Thấy chưa? Cực kỳ ok nha, giá là 5.600.000 một cây. Samsung S21 5G bản Mỹ, RAM 8 bộ nhớ là 128, chip Snapdragon 888 bao đẹp. Rồi, Redmi Note 10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro nha, Redmi Note 10 Pro 6.67 inch, RAM 6 cộng 2. Bộ nhớ là 128, màn hình là AMOLED nha mọi người, Full HD cộng, được cái chip ròng nè. Chip Snapdragon là 732, cam là 108 chấm ha, sạc bao nhanh. Sạc nhanh tới 33W là mọi người. Đó, pin là 5020 ha, tặng cho mọi người bộ sạc nhanh 40W nha. 3.400.000. À, máy con này thì máy zin luôn đúng mọi người. Máy cực kỳ đẹp luôn, mình thu lại từ người dùng. Này là có sợ là còn bảo hành luôn á, nhưng mà TT chưa có chết thôi ha. Màn hình nè. Màn zin nha, máy này thì máy chưa bung xài thì bao ok. 3.400.000 thôi mọi người. Redmi Note 10 Pro, cam chụp bao nét nha. Cam chụp nét chơi game lại ổn luôn. 22 Xiaomi Redmi Note 9 RAM 4 cộng 2 bộ nhớ 128, chip là Helio G85, pin là 5020, 2.100.000 ha, để lại cho mọi người giá 2.100.000 do cam nó bị chày nè mọi người. Nhưng mà chụp rất là nét. Cam chày thôi nhưng mà chụp bao nét. Kính cam ở phía sau á, đó. Ngon lành nha, cam selfie nè. Ok ha. Rồi, mua về có 2.100.000 thôi, mua về cho các bé học online thôi, chơi game cũng rất là ổn luôn ha. Tay xi hỗ trợ sạc nhanh nè mọi người, 2.100.000 thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 23 nè mọi người. Số 23 là Samsung. Đây, Samsung A22 bản 5G. Đó, ba màu, màu đen nè, màu trắng và màu xanh ngọc nè.
Mình màu thì quên cái màn hình thì như nhau thôi, máy đẹp 99% đó, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp không mọi người nha, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp. Con này là bản Mỹ xài được một sim nha mọi người, bản Mỹ xài được một sim A22 bản 5G, RAM 4, bộ nhớ là 128, 6,67 inch, cam là 48 chấm. Con này chip là chip Dimensity 700, pin thì là 5000 ha. À, máy đẹp ken luôn, 99%. Pin 5000 bao châu 5G, giá là 2,9 triệu một cây ha. À, 2,9 triệu một cây. Đó, có 3 màu cho mọi người lựa chọn, đẹp như nhau thôi. Đấy, màn hình nè, màn hình thì đẹp như nhau luôn ha. À, máy zin hết, màn zin. Cực kỳ đẹp không? Đó. Rồi, thanh lý cho mọi người 2,9 triệu một cây. Số 23. Số 24 nè. Số 24 là một con 13 Pro Max bản VN ha. Số 24 13 Pro Max bản VN 128GB, máy zin, pin là còn pin thì cũng là pin zin 88%. Con này hiện tại thanh lý cho mọi người 15 triệu 300 thôi ha. 15 triệu 300 ngàn. Đó. Ok, cho màn zin hiển thị cực kỳ đẹp nha mọi người. Ha. Cực kỳ đẹp luôn, màn zin, máy full hết tất cả nha. Con này thì chỉ lỗi duy nhất là thay lưng nha, thay cái lưng. Đó, còn lại là zin hết tất cả, chỉ thay lưng thôi. Ha, máy có sao mình nói vậy, màn cực đẹp luôn. Màn zin men zin nha mọi người. Đây. iPhone thì chụp cam rất là thật. Rồi, 15 triệu 300 ngàn cho mọi người xài iPhone 13 Pro Max bản VN, 128GB. Số 25. Redmi, Xiaomi Redmi, Redmi K30 bản 5G. Ha, bản 5G 6,67 inch, RAM 4. Bộ nhớ là 64, Full HD cộng, cam là 64 chấm, được cái chip ròng nha. Con này chip ròng 768 luôn mọi người. Chip Snapdragon á 768, pin là 4500, 2,7 triệu thôi, vỏ viền thì có phải có chày nha, vỏ zin nha. Vỏ zin có phải có chày, 2,7 triệu thôi. Chip được cái chip Snapdragon hơi bị cao. Đó, màn hình hiển thị đẹp chưa? Ha, full hết tất cả nha mọi người. Mua máy này về chiến game thì bao ngon. Cứng khừ luôn, tai xi sạc nhanh nè. Đó. Được cái chip Snapdragon là đầu 7 đó, 738. Máy zin hết luôn á. 2,7 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 20. Số 20 thì là Samsung S20 Ultra nha. Samsung S20 Ultra bản 5G bản Mỹ xài được 2 sim. Bản Mỹ xài được 2 sim. RAM 12, bộ nhớ là 128, 6,9 inch, cam là 108 chấm nha mọi người. Chip Snapdragon là 865. Đây, máy cực kỳ đẹp luôn, màn hình nè. Màn hình cực đẹp nha, không ám ố gì hết. Máy đẹp tầm khoảng 97-98% ha. Máy zin full hết tất cả. Máy cực kỳ đẹp luôn mọi người. Samsung Galaxy S20 Ultra bản 5G nha. Xài được 2 sim nha mọi người. Thật, con này cam thì chụp khỏi phải nét rồi mọi người. Mấy con Ultra này chụp nè, cam kiết được bao nét. Đây, cam selfie nè, quá ổn ha. Cam sao nè, đó, ngon lành cành đào luôn. Thật sự. Đây, nhăn rum lên nè. Đó, rum lên chụp cam 10 cho mọi người xem nè. Đó, ok chưa? Nét cực kỳ nha. Máy này thì thôi, chụp Ultra thì chụp hình quay phim thì bao nét. 6,7 triệu một cây nha. 6,7 triệu tặng đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Samsung S20 Ultra 5G bản Mỹ ha, xài 2 sim 27. Samsung A8s RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 128, 6,4 inch, full HD cộng, cam là 24 chấm, chip Snapdragon đầu 7 luôn, 710, pin là 3400, 2,000 chẳng thôi mọi người. Con này thanh lý cho mọi người 2,000 chẳng nha, màn hình hiển thị đẹp. Đây. Đó, màn hình đục lỗ luôn, hiển thị cực kỳ đẹp. RAM 6 bộ nhớ lên đến 128 nha. Type-C hỗ trợ sạc nhanh. Ngoại hình viền vứt còn ngon lành cành đào. Ba, con này thì để lại cho mọi người 2,000 chẳng thôi nha. Ngon lành ha. Số 27, rồi số 28 nè. Rồi số 28 thì mình còn rất là nhiều luôn. 28 thì có máy tính bảng nha mọi người. 28, 29, 30 là máy tính bảng. Bây giờ số 28 trước nè. Con này là Samsung Tab A ha. Samsung Tab A hay còn gọi là Tab SMT585 nha. T585. Đó, màn hình cực kỳ to luôn nè mọi người. Mình có hai cây lần nha. Cây này thì ngoại hình đẹp, màn đẹp. Đó, RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Gắn sim vô nghe gọi được nha, gắn sim vô nghe gọi được, xài được 4G,
xài được wifi, pin lại rất là ổn luôn, pin tới 7.300 lần mọi người, pin cực kỳ trâu luôn ha. Đây cầm lên cho mọi người xem nè, đang thanh lý cho mọi người giá 1.600.000 thôi, bản wifi màn hình cực to luôn nha, bản wifi xài được 4G, đây gắn sim đây nè mọi người, ha, sim để đây, đây là thẻ nhớ nè, ha, dưới khe ở dưới là để sim nha, mọi người lưu ý khe dưới là để sim, khe trên là để thẻ nhớ, ha, khe sim là mình để bằng sim nhỏ này luôn mọi người, không cần phải nè, sim nhỏ như thế này luôn nha, sim nhỏ như thế này, không cần cái sim, không cần cái lồng sim như thế này ha. Thường thường á là iPad là cần cái sim nhỏ như thế này kèm theo cái lồng sim đúng không, nhưng mà con này thì khỏi cần mọi người, chỉ cần cái sim nhỏ như thế này là gắn vô là vừa luôn ha. Đó, gắn vô đây, gắn vô là xong đó. Con này thì đây mọi người xem là hát karaoke ha, là lo to rõ nha, mấy con này lo to cực kỳ rõ rõ luôn, máy cực kỳ, nói chung là hát karaoke á, mấy con này hát karaoke là ngon lành gần đầu ha. Màn to nè mọi người thấy không, đây màn cực to nha, âm thanh nè đó, như thế này mọi người nghĩ sẽ hát karaoke có ngon lành không đó ha. Pin lại trâu nữa nha, pin cực kỳ trâu luôn con này, mình tại vì mình không để dám để nhạc nhiều, để nhạc nhiều nó bị bản quyền là không, nó tắt luôn cái video clip này đó, nên TT không để được bằng để nhạc lâu cho mọi người. Tí xíu như vậy là mọi người biết là như thế nào rồi. Nhận hàng được quyền mở hộp kiểm tra trước khi thanh toán, được test máy mà, nên mọi người cứ yên tâm nha. 1.600.000 một cây thôi, con này là 1.600.000 nha. Xài được 4G, có nghĩa là gắn sim vô xài được 4G, xài được wifi luôn, màn hình to. Đó, con này cũng vậy nè mọi người, cũng là số 28 đi, cũng là nó luôn, nhưng mà con này thì là cái màn nó xấu hơn tí xíu nha. Màn nó xấu hơn tí xíu nè, nhưng mà cũng lại cũng rất là đẹp. Thấy chưa? YouTube nè, ở cái màn nó hơi xấu một tí xíu như thế này, nên để lại cho mọi người giá 1.400.000 nha, để lại cho mọi người giá 1.400.000 thôi. Đó, tặng cho mọi người một bộ sạc đây, màn hình nè, có mọi người thấy không, như vậy lo to rõ nha mọi người, lo cực kỳ to luôn ha, lo cực kỳ to, mở thực một đoạn cho mọi người nha. Đó, màn hình con này thì có phản quang nên để lại cái giá cực kỳ rẻ. Đó, mọi người nghe cái nhạc quảng cáo đi đó. Đây, thấy chưa, màn hình nè, máy thì ok hết, ngon lành nha mọi người. Đó, karaoke thì khỏi phải bàn rồi, máy này màn hình tới 10.1 inch lần à, con này thì để lại cho mọi người giá 1.400.000 thôi nha, số 28. Rồi tiếp theo là số 29 nè, rồi 29 nè mọi người, iPad E1 ha, iPad E1 bản 16GB máy quốc tế. À, máy quốc tế, pin là 8.600 nha, pin rất là trâu luôn. Mua con này cũng vậy mọi người, con này thì xài được wifi thôi, không có xài được 4G. Con này thì bị lỗi nút này luôn, đó bấm không được nè mọi người, thấy chưa? Thì mọi người dùng bằng nút home ảo này nè, đó dùng bằng nút home ảo này xem YouTube ngon lành cành đào. Đây, đó con này thì mọi người mua thì TT sẽ tải sẵn hết YouTube, Zalo, Facebook các kiểu cho mọi người hết nha, đó tải sẵn hết cho mọi người đây, YouTube nè. Cực kỳ đẹp luôn con này thật sự. Mua máy này về xài là bao ngon. Đó, mua về hát karaoke. Đó. Âm thanh to rõ nha. Âm thanh to rõ màn hình như thế này mọi người thấy không? Nha. Cực kỳ đẹp không? iPad thì cái lo là lo kép, hai lo luôn mọi người nha. Hai lo luôn. Đó. Giá thì chỉ để lại cho mọi người, con này thì để lại cho mọi người giá này chỉ có 1.550.000. Ok chưa? Lỗi nút này thôi, bấm bằng cái nút home ảo này đó nha, bấm bằng cái nút home ảo này thôi, xài rất là ngon ha, lướt nè cực kỳ mượt luôn nha. Karaoke thì bao mấy con này hát karaoke là quá đỉnh ha. Đây chữ to nha mọi người, mấy con này chữ rất là to, mọi người hát karaoke rất là dễ. Đây mọi người chờ tí xíu nó hết quảng cáo cái mình cho mọi người xem, chữ rất là to luôn, mọi người hát karaoke rất là dễ. Âm thanh lại nghe rõ nữa. Lo kép hai lo nha mọi người, một lo hai lo. Đó. Đây chữ nè. Mấy cái dòng này thì trời luôn. Đây mình mở. Đi đẩy, thấy chưa? Mọi người thấy dòng chữ chưa? Cực kỳ đẹp không? Ha. 1.550.000 cho mọi người xài thôi nha, số 29 iPad E1 nha. Rồi tiếp theo số 30 nè. Còn nữa nha mọi người, con này cũng rất là ngon luôn nè. Con này là số 30 nè, iPad E2, con này là iPad E2. Con này thì cấu hình nó mạnh, nó cao hơn nha.
Màn hình thì cũng là to, 9,7 inch, được cái là 64 chấm nha. Con này được cái là 64 chấm và xài được wifi và cũng xài được 4G luôn. Có khe sim gắn 4G nè mọi người ha. Đây khe sim nè, đó. Pin là 7320, đang thanh lý cho mọi người là 2,9 triệu. Màu gold cực kỳ đẹp. Con này thì máy full hết tất cả nha. Con này thì máy full hết tất cả. Đây. Cực kỳ đẹp. Máy này thật sự lo kép nha mọi người, hai lo kép. Nghe YouTube là bao phơi. Đây, mọi người chờ tí xíu. Con này mình chưa tải cái YouTube về nha. Mình chưa có tải cái YouTube về, mình tải YouTube bằng mình vô Sarofi mình tải về á. Mọi người mua thì mình sẽ cho tạo một cái tài khoản, mình sẽ cho sẵn mọi người có cái tài khoản mọi người xài. Đó, ngon lành cành đào nha. Này là mọi người đang xem bằng trên web chứ không phải là bằng ứng dụng YouTube nha mọi người. Nên mọi người nhìn nó hơi nhỏ nhỏ tí xíu. Trời tí xíu. Đó. Chưa? Như thế này mọi người hiểu như thế nào rồi, màn hình bao ngon. Đây. Ngon lành cành đào nha mọi người. Máy này thật sự mua về hát karaoke là bao đã ha. Đây. Đó. Ngon lành cành đào nha mọi người. Rồi con này thì TT sẽ để lại cho mọi người giá là 2,9 triệu một cây ha. 2,9 triệu thôi mọi người. iPad E2 nha. 2,9 triệu tặng đây, tặng cho mọi người một bộ sạc của iPad luôn. Rồi số 30 rồi, đúng không? Bây giờ số 31 nè. 31 thì mình có hai cây ha. Đây, một cây màu đen và một cây màu xanh, Samsung S10. Bản con này là Samsung S10 nha mọi người, bản 5G, RAM 8 bản Mỹ á, bản Mỹ 5G, RAM 8, bộ nhớ 128, màn hình là Dynamic AMOLED. RAM 8 bộ nhớ 128 là chip Snapdragon nha. 855 nha, chip ròng á mọi người, 855, pin là 3400, màn hình cong. Nói chung con này thì cầm nó nhỏ gọn, màn hình cong cầm nhỏ gọn rất là chắc tay luôn. Đó, có hai màu, màu đen và màu xanh, mọi người thích lấy màu nào thì lấy. Máy thì zin full hết tất cả nha mọi người. Đó, màn hình nè, cực kỳ đẹp. Không ám ố nha. Những con này là màn hình không ám ố, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây mình chỉnh cao lên cho mọi người. Đó. Máy ngon lành cành đào. Full hết tất cả nha. Samsung S10 bản Mỹ đây. Nhìn mọi người nhìn nè, không ám ố luôn. Máy đẹp tầm khoảng 98-99% nha. Rồi số 31 giá là 3,7 triệu một cây nha mọi người. Samsung S10 bản Mỹ 5G. 3,7 triệu một cây. Số 32. 32 và số 33 đều là iPhone 7 Plus hết nha. 32 và 33 đều là iPhone 7 Plus hết. Con 32 trước đi, con này thì cái là bản 32GB, máy quốc tế full hết tất cả nha. Giá là 2,3 triệu. Con này thì giá 2,3 triệu nè. Đó, số 32. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Máy zin hết tất cả, pin là pin thay mới mọi người. Máy quốc tế, không dính tài khoản, không ai lau. Máy sạch sẽ, ngoại hình đẹp nha. 7 LED, 32GB, 2,3 triệu. Còn số 33 nè. Số 33 là một con, cũng là một con 7 LED. Và con này làm bản 128GB là mọi người. 128GB nha, máy quốc tế, máy sạch hết, không dính tài khoản, không ai lao, máy chỉ có cái là pin thay mới thôi nha. Những dòng này phải thay pin, không thay pin sao xài được mọi người nha. iPhone 15 sắp ra rồi thì mọi người, iPhone 7 nó là bao nhiêu năm không, 15 trừ đi 7 là 8 năm thì xài như con này mà tại sao không xài pin mới xài được, đúng không? Xài cỡ nào cũng phải thay pin hết mọi người, không những thay pin một lần mà khi thay pin 2-3 lần cũng không chừng nữa nha. Đó, được cái là màn zin men zin nha, màn zin men zin thì xài nó vẫn ngon, vẫn ok. 128GB lần 2,8 triệu cho mọi người nha. 2,8 triệu cho mọi người xài. Số 33. Số 34 nè. Số 34 và số 35 đều là 8 LED nha. Số 34 là màu đỏ, số 35 là màu đen. Đó, đều là 8 LED hết. Con màu đỏ thì là bản VN, còn con màu đen là bản quốc tế. Bản quốc tế là như là bản LLA ha. Còn lại là giống nhau một cái là ai lâu ẩn, được pin thay mới. Nói chung là ai lâu ẩn, pin thay mới. Được màn zin men zin, có nghĩa là máy thì zin hết tất cả, màn zin men zin ha. 2,8 triệu một cây đó. 2,8 triệu một cây nha. Màu đỏ cũng giống vậy luôn, màu đỏ là bản VN, màu đen là bản quốc tế. Ai lâu ẩn, ai lâu ẩn thì tránh trường hợp mọi người reset máy thôi. Pin là pin thay mới rồi mọi người, những con này thì pin thay mới rồi, vân tay đầy đủ nha.
vân tay vân chân đầy đủ nha mọi người. Đây mình test cái vân tay cho mọi người, hai con đều vân tay đầy đủ hết nha. Nè bao nhại nha, con màu đen cũng vân tay luôn mọi người ha. Rồi đồng giá 2,8 triệu một cây, số 34 và số 35. Rồi số 36 nè, 36 là con iPhone XS Max bản 64GB, máy quốc tế full hết tất cả, máy zin hết nha, máy zin men zin màng zin, pin là tàn còn 87%, 6,1 triệu một cây ha, màu đen iPhone XS Max 64GB, máy quốc tế màng zin cực kỳ đẹp luôn, bao đẹp nha mọi người, full hết tất cả 6,1 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 37 iPhone 11 bản quốc tế 64GB nha, máy này thì zin hết, pin là pin zin luôn đó, pin zin còn 77%, 5,9 triệu thôi nha, đang thanh lý cho mọi người 5,9 triệu một cây, màn hình hiển thị đẹp nè, đó, màn zin nha, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn, máy full hết tất cả ha. Rồi con này mình sẽ để lại cho mọi người cái giá là ai lau sạch nha, con này là ai lau sạch, không dính tài khoản, không ai lau gì hết nha, reset thoải mái, máy full 5,9 triệu một cây. Số 37 38 là mọi người, 38 là LG VVS nha, LG VVS, con này dòng này thì mình về nhiều lắm, mình về cả chục cây lần, mình bán cũng gần hết rồi ha. Có hai màu, màu trắng và màu đen, mọi người thích lấy màu nào thì lấy, ngoại hình thì đẹp ken nha, 99%, nó có hai màu. RAM 8, con này là bản Mỹ, con này mình quên mở nguồn mất tiêu rồi mọi người, màu đen mình quên mở nguồn rồi, đây chắc là đây LG VVS nè mọi người thấy không, màn cực kỳ đẹp luôn mọi người đó, mình để con màu đen đây đó. RAM 8 bộ nhớ 128, 6,8 inch full HD cộng, pin thì là 4300 nha, chip Snapdragon là 765, cam là 48.3,6 triệu một cây, bản Mỹ nha mọi người, bản Mỹ 5G nè, vân tay trên màn hình nè, cực kỳ đẹp luôn. Cái này mình chưa cài hay sao á, con này mình chưa cài vân tay nè đó mọi người thấy không, khi mình cài vân tay lên đây là nó nhạy, nó mở mật khẩu màn hình ra ha, con này nó đang nè, mở mật khẩu bằng vẽ đó, mọi người lấy thì mọi người cài mật khẩu bằng vân tay nhá. Màn hình hiển thị đẹp, cam nè, cam ok chưa, ngon lành ha. Màn hình to, màn hình là màn hình cong nha mọi người, màn hình cong, máy cực kỳ đẹp luôn đó. Do mình để cái hình nền màu hồng đó, chứ hình nền con này để mình xem nó hình nền màu gì, máy đẹp ken nè ha, 99%, máy dòng này mua về chiến game, màn rất là to, máy này dòng này thích hợp cho mấy anh chị lớn tuổi á, mấy anh chị cô chú lớn tuổi xài rất là ngon nha. Đó, màn hình nè mọi người thấy không, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi màn hình cong nè, mình để nền đen cho mọi người thấy, màn viền cong nè ha, vân tay trên màn hình nè. Rồi 3,6 triệu một cây thôi nha. Số 38 LG VVS bản 5G nha mọi người, con này là bản 5G bản Mỹ. Rồi số 39 con cuối cùng nè, 39 Vivo i20s nha, Vivo i20s thường còn gọi là V2029 cũng là nó, 6,54 inch HD cộng, chip Snapdragon là 450, RAM 6 nha mọi người, con này là bản RAM 6 bộ nhớ 128, xài được 4G, pin rất là trâu, pin tới 5000 nha, tuy là sạc micro nhưng mà vẫn là sạc nhanh 18W nha, tuy là sạc micro thôi nhưng mà vẫn là sạc nhanh đó. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn nè, màn zin nha, màn zin hiển thị cực kỳ đẹp, máy full hết tất cả luôn nha, đang thanh lý cho mọi người, giá thì chỉ có 1,8 triệu một cây thôi, 1,8 triệu nha mọi người nha, Vivo i20s. Rồi thì video clip đến đây là hết rồi mọi người, thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT nha, 0963 nè, 595262 nè mọi người đó, qua bên Zalo gọi điện trực tiếp hoặc là qua bên Zalo cho TT một cái tin nhắn nha. Rồi thì mong rằng mọi người xem thì cho TT một đăng ký kênh, một like với một chia sẻ luôn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi TT trong suốt thời gian qua nha. Rồi cảm ơn mọi người, bye bye.